Hello các bạn, và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix vấn đề LED trên các màn hình ROG STRIX. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo VGA ra khỏi máy tính. Các bạn nên rút hết tất cả các nguồn. Ok, mình đã tháo ra được khỏi cái máy tính. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tháo cái phần cover ở phía trên ra để thay những cái led bên trong này. Chúng ta sẽ mở 6 con ốc ha, làm gì mở 3 con ốc ở dưới 3 cánh quạt như vị trí các bạn có thể thấy. Chúng ta sẽ mở hết tất cả 3 ốc trên. Các bạn lưu ý vì 3 ốc trên này sẽ ngắn hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ mở 3 con ốc ở bên cạnh. Bao ốc bên cạnh này thì các bạn sẽ thấy chiều dài nó sẽ dài hơn với ốc ở phía trên một chút, thì các bạn lưu ý nó lại để khi lắp ráp lại. Mình sẽ mở lần lượt ra. Bây giờ các bạn có thể nhẹ nhàng nâng cái phần nắp lên. Các bạn chú ý nhẹ phía bên tay phải, các bạn sẽ có một sợi dây điện để kết nối, các bạn sẽ dựng lại nó. Rồi, ở đây có một cái giắc, chúng ta sẽ rút nó ra để dễ thao tác. Chúng ta sẽ mua hai thanh dẫn sáng về. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy tháo cái dây bị lỗi ra, chúng ta nứt nhất một đầu và rút nó ra. Ở phía bên cạnh chúng ta nên, các bạn nên rút để tránh gãy những cái ngàm gai, nó sẽ tốt hơn. Ở đây mình đã mua một cái dây có đường kính là 4mm, mình đã ship trên các trang thương mại điện tử về, giá của nó cũng khá rẻ. Và mình sẽ lấy cái dây cũ để đo với lại là cái dây mới. Chúng ta sẽ lấy dao vị trí và sau đó sau khi chúng ta sẽ dùng dao cắt một đường. Thì các bạn có thể dùng dao cắt giấy, còn mình khuyên các bạn thì mình sẽ chúng ta có thể dùng cái dao chặt xương đó. Chúng ta sẽ ấn nó xuống, nó sẽ rất là dễ đứt. Các bạn chú ý ha, cái dây này nó cũng sẽ có hai loại, một loại dây mềm và loại dây cứng. Chúng ta nên chú ý là chúng ta sẽ mua dây cứng, và dây này thì nó sẽ có tiếp thêm hai loại nữa là phát sáng cạnh, có nghĩa là chiếu từ đầu này sang đầu kia, và một loại nữa sẽ là chiếu sáng toàn thân. Thì các bạn nên chú ý rõ cái loại dây này. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt vào. Các bạn có thể đầu fit gắn vào đầu led trước. Các bạn cố gắng làm sao chỗ này nó vuông góc với led ở bên trong, thì như vậy thì ánh sáng nó dẫn đi sẽ tốt hơn. Mình sẽ nhẹ một chút để cho nó có thể vuông góc ở đoạn này. Các bạn chú ý nhé, nhẹ thôi nhé. Đầu còn lại chúng ta sẽ vào trong này. Mình có một kinh nghiệm thì chúng ta có thể thử với dây 5 ly thì nó sẽ 5mm, nó sẽ to hơn và có thể phản sáng tốt hơn. Ok, và giờ mình đã lắp sợi dây xong rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái giắc lại vào vị trí ban đầu và bắt ốc vào lại. Chúng ta sẽ bắt ốc phía trên trước. Như hồi nãy mình đã nói thì nó sẽ có hai ốc, ốc dài và ốc ngắn. Thì các bạn sẽ lấy ốc ngắn để bắt ốc trên. Các bạn chú ý nha, còn nếu các bạn bắt ốc dài trên thì ok, nhưng mà đến khi ốc ngắn các bạn sẽ không bắt được bên cạnh thì đâu. Chúng ta sẽ siết nhẹ trước hết, đừng cố định liền, và sau khi siết xong chúng ta sẽ cố định lại. Ok, không cứng hết. Và bây giờ mình sẽ lắp vào lại. Cắm các dây nguồn vào. Và ok, bật lên thử. Ok, các bạn đã thấy. Giờ hai hàng led trên và dưới mình nó đều đã sáng như nhau. I want you to listen.